Sẽ cùng nhận về phía đôi yên ương và hai bên gia đình lễ chào thân ái và nồng nhiệt nhất. Và kính thưa chú ông bà nội nhà trai, niềm hạnh phúc tuyệt vời thiêng liêng nhất của những bậc làm cha làm mẹ đó là nhìn thấy mình con mình có được ngày nên về gia thất. Và trong ngày vui trong hôm nay thì trước sự hiện diện và ngọc của quý vị quan khách, xin mời chú ông bà nội nhà trai có đôi lời gửi đến quý vị quan khách ạ. Dạ. Và Ngọc Hậu ghi nhận với cái lời nhắn gửi của nhà trai, Ngọc Hậu sẽ để vào trong đây. Một lát nữa Ngọc Hậu sẽ thay lời muốn nói của nhà trai gửi đến quý vị quan khách. Xin mời chú ông bên họ nhà gái ạ. Trước sự tiếp đón rất là nồng nhiệt bên họ nhà trai thì xin mời nhà gái sẽ có đôi lời gửi đến bên họ nhà trai cùng quý vị quan khách ạ. Thưa quý vị, trong cái niềm hạnh phúc tuyệt vời thiêng liêng, dạ xin mời. Hôm nay thử quay bằng Google. Gia đình của bên nhà gái có đưa có bên nhà trai có tổ chức rước dâu chúng tôi hôm nay về đây, cũng như là trước mắt xin chào tất cả những quý khách, những bà con thân bằng quyến thuộc. Hôm nay chúng tôi cũng vinh hạnh được về đây, cũng xin chúc mừng và cũng xin tất cả hãy chứng minh cho gia đình của chúng tôi cùng gia đình nhà gái và cho hai con của chúng tôi được trăm năm hạnh phúc, được sống bình lâu đến ngày răng long đầu bạc. Đó là niềm vinh hạnh của gia đình chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng và rất vui mừng, xin chân thành cảm ơn và cảm ơn tất cả những quan họ và tất cả những bà con đã đến đây cùng chung vui gia đình chúng tôi, và chúc cho gia đình chúng tôi được trọn niềm hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn, đây là tri ân của bên họ nhà gái đã gửi đến cho chú bên họ nhà trai cùng quý vị quan khách rất là nhiều. Và giờ đây thì Ngọc Hậu cũng xin được gửi lời chúc đến hai họ, chúc cho hai họ có thêm một nàng dâu hiền trẻ thảo và sẽ ngày càng gắn chặt tình thông gia. Và giờ đây thì xin mời hai họ sẽ cùng về với bên dưới để tiếp đón những vị khách quý của mình. Ngọc và quý vị quan khách như bên tiếng ngân từ ngày vui trọng đại hạnh phúc của đôi yêu ương. Thì ngay trong tháng ngày này đây và ngay trong giây phút này đây thì không biết là cô dâu và chú rể của chúng ta có thể gửi lên đôi môi xinh đẹp của nhau nụ hôn ngọt ngào nhất trước sự chứng kiến của quý vị quan khách, quý được không ạ? Xin mời quý vị sẽ cùng với Ngọc Hậu đếm 1, 2, 3 được không ạ? Và 1, 2, 3 xin được thay lời muốn nói của toàn thể niềm trong âm nhạc kính trọng của quý vị quan khách quý. Ngọc Hậu trân trọng kính chúc cho chú rể Thái Thịnh cùng với cô dâu Huỳnh Nhi mãi mãi bền lâu trăm năm hạnh phúc. Và giờ đây xin mời trân trọng rồi quay luôn cho nè. Quay luôn coi, nãy giờ đang quay hoài. Quay đàng hoàng nha.
clip dài vào này ngắn vậy. Con này chị con chưa có like, con chưa có đào cái này qua mới điện thoại thôi. Con tư. Cái ốc này